Vương miện được xem là biểu tượng của người đứng đầu, và có lẽ bởi yếu tố này khi Rolex sử dụng logo có hình vương miện thương hiệu để trở thành ông vua trong làng chế tác đồng hồ cao cấp. Những chiếc đồng hồ Rolex đã trở thành biểu tượng của địa vị thành đạt của các quý ông và quý cô. Như chiếc đồng hồ Rolex Datejust 126231, mặt số đen đang có mặt tại Kỳ Lân Luxury này đây, là lựa chọn hàng đầu cho các cặp đôi. Bởi kích thước 36mm có thể phù hợp với cổ tay của nam lẫn nữ, hiện lên cho mặt số màu đen đầy huyền bí và bí ẩn là 10 viên kim cương chất lượng được bọc qua một lớp viền vàng hồng, vừa có tác dụng ngăn ngừa bụi bẩm xâm nhập vào bên dưới và vừa giữ chặt lấy 10 viên kim cương trên mặt số. Nhà sản xuất cũng rất là tinh ý khi đã cố tình nhường lại góc 12 giờ cho logo vương miện nổi tiếng và góc 3 giờ cho ô cửa sổ báo ngày tiện ích. Đồng hồ Rolex Datejust 126231 có thể kháng nước ở độ sâu 100m và nhờ vào kết cấu đóng chặt của vỏ Oyster kết hợp cùng đúng vặn xuống. Ngoài khả năng kháng nước đã được công nhận bởi COSC và chứng nhận Superlative Chronometer độc quyền và bộ vỏ, đồng hồ Datejust lúc nào cũng tỏa ra phong cách sang trọng và cổ điển. Thân chính của đồng hồ rất chắc chắn và có độ cong thuôn mềm, trong khi vành bezel khí phía trên bằng vàng hồng rất sáng bóng. Từng khía của viền bezel vàng hồng được xử lý rất kỹ càng để đón lại ánh sáng và phản xạ đẹp như pha lê. Không chỉ xuất sắc ở thiết kế bên ngoài, Rolex 126231 còn là một trong những chiếc đồng hồ hoạt động chính xác nhất trong ngành giả tác. Bởi một lẽ, thương hiệu Rolex đã trang bị cho chiếc đồng hồ này một máy tiên tiến nhất của thương hiệu Calibre 3235, có thể vận hành chính xác trong vòng 70 giờ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.